nghiệp Đài Loan sáng tạo cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Đài Loan được mệnh danh là vương quốc dệt may nổi tiếng thế giới. Chính mảnh đất này nuôi dưỡng ra ý tưởng sáng tạo vô hạn, cũng đào tạo ra vô số tài năng cho ngành dệt. Vẽ thiết kế vải dệt hoa văn trang nhã, sáng tạo vải may có chất lượng kinh điển. Mỗi ngày theo dệt lên kiểu cách thời trang và hương vị cuộc sống, thông qua kỹ thuật dệt đầy sáng tạo, đưa hàng dệt vươn ra thế giới, cùng mang niềm vinh quang này chia sẻ với mọi người. Trong thế giới cạnh tranh và bận rộn ngày nay, Đài Loan sở hữu quy trình sản xuất đạt hiệu suất cao, cùng với một hệ thống tổng hợp thượng trung hạ nguồn hoàn chỉnh, cung cấp dịch vụ kịp thời, linh hoạt và theo yêu cầu riêng của khách hàng. Quản lý và kiểm soát chặt chẽ, chất lượng đạt mức cao nhất, sẽ cung cấp cho bạn chất lượng tốt nhất, luôn nắm được thời điểm giao hàng đúng hẹn, khiến bạn trở nên nổi bật hơn trong từng giây phút. Đài Loan không ngừng nghiên cứu và đổi mới, tạo sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ cao và hàng dệt, đem đến một định nghĩa mới cho sản phẩm dệt may. Tận dụng đặc tính của vật liệu, biến một nát trở thành điều kỳ diệu. Những vật dụng trong cuộc sống có thể bị vứt đi, chúng tôi thu hồi và tái sử dụng, đem dệt thành loại vải màu xanh giữ ấm, có độ bền cao. Sau khi thưởng thức tách cà phê buổi sáng, bã cà phê cũng trở thành nguyên liệu khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Ở khắp mọi nơi trên thế giới đều thấy được hàng dệt công nghệ cao của Đài Loan. Thoải mái, tiện lợi, an toàn và xinh đẹp. Với phong cách thời đại hiện nay, Đài Loan đã dẫn đầu xu hướng thời trang, đi trên đỉnh cao thịnh hành. Trước đây, chúng tôi nỗ lực và lấy sự tin cậy của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ngày nay, từ sự sáng tạo của chúng tôi, giúp thế giới một lần nữa được chứng kiến ngành dệt may Đài Loan sẽ thể hiện tiềm năng vô hạn, sáng tạo nên nhiều khả năng vô hạn cho cuộc sống của bạn và tôi.